Xin chào tất cả các em, rất vui khi được gặp lại các em trong những bài học tiếp theo của khóa học ôn luyện ngữ văn lớp 9. Trong bài học trước, cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu tổng quan về nền văn học Việt Nam cũng như tìm hiểu một số những nét khái quát về văn học trung đại Việt Nam từ thế kỷ 10 đến hết thế kỷ thứ 19. Và chuyên đề tiếp theo ngày hôm nay cô muốn giới thiệu với các em đó chính là chuyên đề hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong văn học trung đại. Như các em cũng đã biết, văn học là nhân học, hay nói như Nguyễn Minh Châu, văn học là một vòng tròn đồng tâm mà tâm điểm là con người. Con người chính là đối tượng phản ánh và thể hiện trong các tác phẩm văn học, và người phụ nữ cũng không nằm ngoài điều đó. Trong chuyên đề ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một số nội dung sau. Nội dung thứ nhất, đó là cảm hứng chung về người phụ nữ trong văn học trung đại Việt Nam. Và nội dung thứ hai, đó là hình ảnh của người phụ nữ trong một số tác phẩm thuộc chương trình ngữ văn lớp 9 tập 1. Đó là Chuyện người con gái Nam Xương, Trích truyền kỳ Mạn Lục của Nguyễn Sữ, Chuyện Kiều của Nguyễn Xu và Chuyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu. Phần đầu tiên, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cảm hứng chung về người phụ nữ trong văn học trung đại. Như các em cũng đã biết, người phụ nữ chính là một trong những đề tài rất quen thuộc của văn học Việt Nam nói chung và văn học trung đại nói riêng. Chúng ta đã bắt gặp hình ảnh người phụ nữ trong chùm các bài ca dao bắt đầu bằng mô típ thân em, như thân em như giếng sữa đàng, người khôn sửa mặt, người phàm sửa chân, hay thân em như tấm lụa đào, vất vơ sữa chở biết vào tay ai. Đặc biệt, khi xã hội phong kiến có những dấu hiệu khủng hoảng, thì các nhà văn và nhà thơ đã hướng ngòi bút của mình để phản ánh và thể hiện những số phận con người nhỏ bé trong xã hội, đặc biệt đó là người phụ nữ. Và có thể nói, cảm hứng về người phụ nữ trong văn học trung đại chính là một trong những biểu hiện của chủ nghĩa nhân đạo. Vậy thì những biểu hiện nào được các tác giả thể hiện khi viết về hình ảnh người phụ nữ trong văn học trung đại Việt Nam? Điều đầu tiên đó chính là các tác giả đã thể hiện sự xót thương, đồng cảm với thân phận cũng như bi kịch của người phụ nữ. Đồng thời, các tác giả cũng lên án, phê phán những thế lực đã chà đạp lên con người, đặc biệt là người phụ nữ, như chiến tranh phong kiến phi nghĩa, bọn quan lại, sai Nga, bọn chủ chứa, những hủ tục, đặc biệt là một thế lực tuy vô hình nhưng lại có sức mạnh rất mãnh liệt, đó chính là thế lực đồng tiền mà trong tác phẩm Chuyện Kiều, Nguyễn Xu đã từng viết. Trong tay đã sẵn đồng tiền, dầu lòng đổi trắng thay đen khó gì. Chúng ta có thể hướng mắt lên màn hình để theo dõi một sơ đồ cô Phương đã tổng kết lại về đề tài người phụ nữ bất hạnh trong văn học trung đại Việt Nam. Ta có thể dễ dàng nhận thấy có rất nhiều các tác phẩm trong văn học trung đại xoay quanh đề tài người phụ nữ bất hạnh. Có thể kể đến Người Chinh Phụ trong tác phẩm Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn. Họ là những người phụ nữ bị đánh cắp hạnh phúc vì chiến tranh phong kiến phi nghĩa. Hay Người Cung Nữ trong Cung Oán Ngâm của tác giả Nguyễn Gia Thiều. Bi kịch của họ đó chính là bi kịch bị ruồng bỏ, bị bỏ rơi. Hay hình ảnh người kỹ nữ trong Chuyện Kiều của Nguyễn Xu, đó chính là hình ảnh của những người phụ nữ không bao giờ có được hạnh phúc gia đình. Và hay giống như trong những sáng tác thơ nôm của Hồ Xuân Hương, Hồ Xuân Hương đã thể hiện rất rõ thân phận của người phụ nữ làm lẽ. Họ phải chịu cảnh san sẻ hạnh phúc, mà như Hồ Xuân Hương đã nói, chém cha cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng. Dù phải sống trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng tự chung lại, những người phụ nữ bất hạnh, họ đều không được hưởng trọn vẹn tình yêu và hạnh phúc lứa đôi. Ngoài ra, khi viết về hình ảnh người phụ nữ trong văn học trung đại, các tác giả cũng thể hiện tiếng nói đòi quyền sống, quyền hạnh phúc lứa đôi cho người phụ nữ. Mặc dù có thể xã hội đã chà đạp lên thân phận và phẩm chất của những người phụ nữ, nhưng chưa bao giờ họ từ bỏ cuộc đời này,
giống như Hồ Xuân Hương đã từng viết trong bài Tự Tình Một: tài tử văn nhân ai đó tá, thân này đâu đã chịu giả tòm. Soi chiếu vào trong những tác phẩm văn học mở đầu chương trình ngữ văn lớp 9 tập 1, chúng ta sẽ thấy hình ảnh người phụ nữ hiện lên với những vẻ đẹp về ngoại hình, về tài năng, về phẩm chất, nhưng họ cũng phải chịu những bi kịch, những sự bất hạnh và bất công trong xã hội. Trong chương trình ngữ văn lớp 9, các em sẽ được giới thiệu các trích đoạn trong truyện Kiều của Nguyễn Xu, hay chuyện Người Con Gái Nam Xương trong truyện Kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ, và một số trích đoạn trong truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu. Để giúp các em dễ dàng theo dõi chuyên đề này, cô Phương sẽ cùng tất cả các em tóm tắt lại những nét cơ bản về nội dung của ba tác phẩm. Đầu tiên đó chính là truyện Kiều của Nguyễn Du. Truyện Kiều hay còn biết đến với tên gọi khác là Đoạn Trường Tân Thanh. Toàn bộ truyện Kiều chia làm 3 chặng, ta có thể theo dõi lên màn hình. Phần đầu tiên đó là phần gặp gỡ và đính ước. Trong phần này, tác giả Nguyễn Du đã giới thiệu Thúy Kiều là một cô gái sống trong cảnh êm ấm, chướng sủ màn tre. Kiều đã gặp được Kim Trọng và hai người đã thề nguyền với nhau: vầng trăng vằng vặc giữa trời, đinh ninh hai miệng một lời song song. Phần số 2 của truyện Kiều đó là phần xa biến và lưu lạc. Trong phần này, chúng ta sẽ thấy có một số những sự việc chính sau. Thứ nhất, gia đình Kiều gặp biến. Kiều bắt buộc phải bán mình để chuộc cha, hy sinh chữ tình vì chữ hiếu. Và Kiều đã phải trao duyên cho Thúy Vân, nhờ Thúy Vân lấy Kim Trọng để giúp mình trả nghĩa cho Kim Trọng. Đây có thể coi là sóng gió đầu đời của Vương Thúy Kiều. Ngay sau đó, Kiều đã bị Mã Xám Sinh và Tú Bà lừa vào Lầu Xanh. Sau đó, nàng gặp được Thúc Sinh, nhưng lại rơi vào tay của Hoạn Thư. Kiều đã bỏ trốn, được Sư Giác Xuyên cứu, nhưng ngay sau đó, nàng lại rơi vào tay Bạc Bà, Bạc Hạnh và lại vào Lầu Xanh lần thứ hai. Tại đây, Kiều đã gặp một vị khách phi phàm về tướng mạo, đó chính là Từ Hải. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì Thúy Kiều mắc mưu của Hồ Tôn Hiến, viên quan tổng đốc trọng thần, khiến cho Từ Hải chết và Thúy Kiều cũng phải tự vẫn bằng cách nhảy xuống sông Tiền Đường. Nhưng sau đó, cơ duyên đã khiến cho Thúy Kiều được Sư Giác Xuyên cứu lần hai và Kiều quyết định nương nhờ cửa Phật. Phần số 3 của truyện Kiều đó là phần đoàn tụ. Trong phần này, tác giả Nguyễn Xu đã để cho Kim Trọng và gia đình tìm được Kiều sau 15 năm lưu lạc. Kim Kiều đã tái hợp, thế nhưng họ không sống đời vợ chồng, mà duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bè. Vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau tóm tắt lại những sự việc chính trong tác phẩm truyện Kiều của Nguyễn Xu. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số sự việc trong tác phẩm Chuyện Người Con Gái Nam Xương của Nguyễn Dữ. Trong tác phẩm này, chúng ta có thể chia làm 3 phần. Phần đầu tiên đó là phần giới thiệu. Tác giả Nguyễn Dữ đã giới thiệu Vũ Nương là một cô gái thùy mị, nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Tuy nhiên, Vũ Nương lại lấy Trương Sinh là một chàng trai thất học, tính lại đa nghi. Phần diễn biến. Trong phần này, Trương Sinh đi lính và Vũ Nương ở nhà đã sinh bé đàn. Nàng phải sống trong cảnh một thân nuôi già, dạy trẻ. Sau đó, không bao lâu, mẹ chồng ốm rồi mất và nàng đã lo liệu cho mẹ chồng sống như với cha mẹ đẻ của mình. Không bao lâu sau, Trương Sinh trở về. Vì nghe câu nói ngây thơ của đứa con mà đã nghi ngờ vợ, không thể minh oan, Vũ Nương đã tìm cách đó là tự tử ở bến Hoàng Giang. Phần kết thúc. Ở phần này, Vũ Nương đã được gặp Phan Lang, một người cùng làng ở Thủy Cung. Phan Lang đã được nghe toàn bộ câu chuyện mà Vũ Nương kể,
Sau đó, khi được Linh Phi giúp đỡ quay trở về, Phan Lang đã gặp Trương Sinh, kể lại tất cả mọi việc cho Trương Sinh nghe. Trương Sinh đã lập đàn giải oan, và vì thế Vũ Nương đã được giải oan, nhưng nàng không thể trở về trần gian được nữa. Phần tiếp theo, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tóm tắt lại ngắn gọn chuyện Lục Vân Tiên, một chuyện thơ nôm nổi tiếng của Nguyễn Đình Chiểu, được coi là cuốn sách gối đầu giường của người dân Nam Bộ. Toàn bộ chuyện Lục Vân Tiên xoay quanh nhân vật chính, đó chính là Lục Vân Tiên, một chàng trai văn võ song toàn. Lục Vân Tiên đã đi thi, và đầu tiên đó là chàng đã gặp một toán cướp và đã đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga. Vì vậy chúng ta có trích đoạn Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 9. Ngay sau đó, chàng được tin mẹ mất vì khóc thương mà Lục Vân Tiên đã mù cả hai con mắt. Sau đó, chàng liên tục bị hãm hại, bị Trịnh Hâm đẩy xuống sông, bị cha con Võ Thế Loan đối xử một cách rất bất công. Nhưng sau đó, Lục Vân Tiên đã được người tốt và thần cứu giúp. Vì vậy, chàng đã sáng mắt và thắng trận cũng như cứu được Kiều Nguyệt Nga. Vừa rồi, cô trò chúng ta đã cùng nhau điểm lại những sự việc chính trong ba tác phẩm Chuyện Người Con Gái Nam Xương, Chuyện Kiều và Chuyện Lục Vân Tiên. Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hình ảnh của người phụ nữ được thể hiện trong ba tác phẩm. Như các em cũng đã thấy, cả Thúy Kiều, Vũ Nương hay Kiều Nguyệt Nga đều có chung vẻ đẹp ngoại hình và tài năng. Vũ Nương được Nguyễn Sữ ca ngợi là một người có tư dung tốt đẹp. Nàng vừa thùy mị nết na, vừa xinh đẹp. Thúy Kiều được Nguyễn Xu giới thiệu là một người con gái sắc sảo, mặn mà, làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Sắc đẹp của Thúy Kiều khiến thiên nhiên cũng phải ganh ghét và đố kỵ. Thúy Kiều cũng là một cô gái rất thông minh, sắc sảo, mà nói như Nguyễn Du, đó là thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. Thúy Kiều có thể nói giỏi giang cả cầm kỳ thi họa. Còn Kiều Nguyệt Nga thì sao? Kiều Nguyệt Nga cũng là một cô gái rất xinh đẹp. Nhiều vương tôn công tử đem lòng yêu mến nàng. Và nàng cũng là một cô gái tài năng. Khi chỉ một lần đầu gặp mặt Lục Vân Tiên, nàng đã tự tay vẽ lại hình Lục Vân Tiên và thề đó là thủ tiết suốt đời để theo Lục Vân Tiên. Không chỉ có vẻ đẹp về mặt tài năng, về mặt ngoại hình, những người phụ nữ trong các tác phẩm văn học trung đại Việt Nam đều có phẩm chất rất tốt đẹp. Để hiểu rõ về điều này, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các tác phẩm. Đầu tiên, đó chính là trong tác phẩm Chuyện Người Con Gái Nam Xương của Nguyễn Sữ. Trong tác phẩm này, các em sẽ thấy Vũ Nương hay Vũ Thị Thiết được giới thiệu là một cô gái thùy mị, nết na, tư dung tốt đẹp. Trong đạo vợ chồng, nàng rất khôn khéo, hết sức giữ gìn khuôn phép. Khi chiến tranh loạn lạc, qua lời tống biệt của Vũ Nương gửi đến chồng của mình là Trương Sinh, ta thấy nàng rất dịu dàng, thiết tha. Nàng chỉ xin ngày trở về, chồng mang được hai chữ bình yên, chứ không mong được đeo ấn phong hầu. Điều đó chứng tỏ Vũ Nương là một người biết vun vén cho mái ấm gia đình. Nàng cũng là một người vợ tảo tần, nuôi con thơ, phụng dưỡng mẹ chồng, biết giữ gìn tiết hạnh. Trong suốt khoảng thời gian Trương Sinh đi lính, Vũ Nương đã làm tốt vai trò của một người vợ, của một người mẹ và của một người con dâu hiếu thảo. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, mẹ chồng đã nói nàng là một người có lòng lành. Điều đó chứng tỏ Vũ Nương rất trọn vẹn đạo làm con, làm vợ, làm mẹ. Và đặc biệt, Vũ Nương có thể coi là một người phụ nữ hết lòng yêu thương, thủy chung và son sắt. Chi tiết chiếc bóng chính là một chi tiết cho chúng ta thấy được dù xa cách chồng
nhưng Vũ Nương vẫn luôn luôn hướng về chồng và một lòng giữ gìn tiết hạnh. Phẩm chất của Vũ Nương được thể hiện rất rõ trong lời khấn của nàng trước khi nàng quyết định tự tử trên bến Hoàng Giang. Vũ Nương đã nói: "Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc mỹ nương, xuống đất xin làm cỏ ngu mỹ, nhược bằng lòng chim xạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quả, và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ." Lời nói của Vũ Nương trước khi chết đã cho chúng ta thấy được tấm lòng trinh bạch, trong sáng, thủy chung của nàng. Và quả thực, khi Vũ Nương trầm mình tự tử ở bến Hoàng Giang, nàng đã được thần tiên giúp đỡ và sống ở thủy cung. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về vẻ đẹp phẩm chất của nhân vật Thúy Kiều trong một số những trích đoạn của truyện Kiều, đó là chị em Thúy Kiều và Kiều ở lầu Ngưng Bích. Như các em cũng đã biết, Thúy Kiều chính là một nhân vật được Nguyễn Du gửi gắm rất nhiều những thông điệp ý nghĩa. Nàng đã hy sinh chữ tình vì chữ hiếu. Khi cha và em trai bị đánh đập rất dã man, Kiều đã quyết tâm làm tròn chữ hiếu, đệ lời thệ hải Minh Sơn làm con trước phải đền ơn sinh thành. Và dù cho đã nhờ Thúy Vân trả nghĩa cho Kim Trọng, nhưng Thúy Kiều luôn cảm thấy mình là người phụ bạc, mình là người có lỗi. Vì vậy, trong suốt 15 năm lưu lạc, Thúy Kiều luôn thủy chung, son sắt, luôn hướng về người mình yêu, nghĩ về Kim Trọng với nỗi day dứt, tấm son gột rửa bao giờ cho phai. Nàng cũng là một người con rất hiếu thảo. Khi bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích, nàng đã dành tất cả tình cảm nhớ thương gửi đến cha mẹ của mình. Xót người tựa cửa hôm mai, quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ. Phần tiếp theo đó chính là vẻ đẹp phẩm chất của nhân vật Kiều Nguyệt Nga trong truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu. Như các em cũng đã biết, Kiều Nguyệt Nga là một cô gái nết na, dịu dàng, mực thước. Điều đó được thể hiện rất rõ trong đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Cách xưng hô quân tử, tiện thiếp đã cho chúng ta thấy được sự dịu dàng, mực thước của nàng. Rồi cách mà Kiều Nguyệt Nga nói chuyện với Lục Vân Tiên, làm con đâu dám cãi cha, hay chúc tôi liễu yếu đào thơ, giữa đường đâm phải bụi sơ đã phần. Ta có thể thấy Kiều Nguyệt Nga cũng là một con người rất đằm thắm và ân tình. Nàng đã nói với Lục Vân Tiên: "Gẫm câu báo đức thủ công, lấy chi cho phì tấm lòng cùng ngươi." Và bắt đầu từ sự kiện này, Kiều Nguyệt Nga đã quyết định thủy chung với Lục Vân Tiên, tự nguyện gắn bó cuộc đời mình với chàng, dù cho nàng đã phải chịu qua biết bao nhiêu khó khăn và bất hạnh. Vừa rồi, cô cho chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về vẻ đẹp ngoại hình, tài năng cũng như phẩm chất của những người phụ nữ trong một số tác phẩm văn học. Phần tiếp theo, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về số phận bất hạnh cũng như bi kịch của người phụ nữ. Nguyễn Du đã từng đúc kết lại về thân phận của người phụ nữ trong tác phẩm truyện Kiều như sau: "Đau đớn thay phận đàn bà, lời sằng bạc mệnh cũng là lời chung." Có thể nói, sống trong xã hội phong kiến, bất công, đen tối, người phụ nữ phải chịu đựng rất nhiều những nỗi bất hạnh và bi kịch. Như trong tác phẩm Chuyện Người Con Gái Nam Xương, ta có thể thấy Vũ Nương đã phải chịu bi kịch gia đình. Chiến tranh phong kiến phi nghĩa, nàng phải xa chồng, một thân nuôi già dạy trẻ. Nàng bị dồn vào bước đường cùng và phải chấp nhận cái chết oan khuất. Trong tác phẩm Chuyện Kiều của Nguyễn Du, ta thấy ở đó hình ảnh của một cô gái phải chịu đựng bi kịch tình yêu khi Thúy Kiều phải hy sinh mối tình đầu trong sáng của mình.
Kiều đã phải xa gia đình, lưu lạc chân trời góc bể và bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích, bị chà đạp cả về thể xác lẫn tâm hồn. Khi tỉnh dậy lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa. Và sau 15 năm lưu lạc, thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần, suy cho cùng, Thúy Kiều dù được đoàn tụ với Kim Trọng nhưng vẫn không có được tình yêu và hạnh phúc gia đình. Hay như trong truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, Kiều Nguyệt Nga hiện lên là một người phụ nữ bị cường quyền hãm hại. Nàng đã phải đi cống giặc ô qua và phải nhảy xuống sông tự tử, cũng như phải lưu lạc. Và sau này thì Kiều Nguyệt Nga mới may mắn gặp được Lục Vân Tiên và đoàn tụ với chàng. Như vậy, chúng ta đã vừa tìm hiểu về hình ảnh người phụ nữ trong một số tác phẩm văn học Trung Đại Việt Nam trong chương trình Ngữ Văn lớp 9. Thông qua việc phản ánh về thân phận, về số phận của người phụ nữ, chúng ta có thể thấy các tác giả đã gián tiếp vạch trần tố cáo xã hội đen tối, các thế lực và tiền bạc lộng hành. Qua đó, chúng ta thấy được bộ mặt của xã hội phong kiến. Đó chính là một chế độ trọng nam khinh nữ bất công, với nhiều những lễ giáo phong kiến khắc nghiệt như đạo tam tòng, quan niệm lạc hậu, nữ nhân ngoại tộc. Vì vậy, con người trong xã hội phong kiến thường bị xẻ súng và chà đạp. Và thông qua việc thể hiện về vẻ đẹp cũng như phẩm chất và bi kịch của người phụ nữ, các tác giả đã cho chúng ta thấy được tinh thần nhân đạo cao đẹp của mình. Như Nguyễn Sữ, tác giả đã xây dựng nên thế giới thủy cung kỳ ảo để cho Vũ Nương có cơ hội được giải oan. Hay Nguyễn Du, kết thúc truyện Kiều, ông đã để cho Kim Kiều tái hợp, nhưng xuyên đôi lứa cũng chỉ là duyên bạn bầy. Hay Nguyễn Đình Chiểu, sau bao năm lưu lạc, cuối cùng ông đã để cho Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga đoàn tụ. Với chuyên đề hình ảnh người phụ nữ trong văn học Trung Đại Việt Nam, cô Phương muốn gửi gắm đến tất cả các em thông điệp người phụ nữ chính là một nguồn cảm hứng bất tận cho văn chương. Và thông qua việc phản ánh hình ảnh của người phụ nữ, chúng ta thấy được những phẩm chất tuyệt vời của người phụ nữ Việt Nam nói chung. Họ là những người phụ nữ đảm đang, vị tha, thủy chung, son sắt và giàu đức hy sinh. Đúng như trong câu thơ của Hồ Xuân Hương trong bài thơ Bánh Trôi Nước: rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Vừa rồi, cô trò chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu xong chuyên đề hình tượng người phụ nữ trong văn học Trung Đại Việt Nam. Hẹn gặp lại tất cả các em ở những bài học và những chuyên đề tiếp theo của khóa học ôn luyện ngữ văn lớp 9.